Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa 19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ dự hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và triển khai công tác và phát động phong trào thi đua của Công an tỉnh. Nông dân huyện Quế Châu tích cực chăm sóc chuối phục vụ Tết Nguyên đán. Ngành y tế nỗ lực thực hiện mục tiêu kép trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xử phạt cơ sở vi phạm trong kinh doanh ga trên 20 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa 19. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các điều lệ đảng, các quy định hướng dẫn về thi hành điều lệ đảng, các quy chế, quy định của đảng gồm 37 trang, 5 chương, 33 điều nêu rõ nhiệm vụ quyền hạn của tập thể cá nhân trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, mối quan hệ công tác của tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban thường trực tỉnh ủy, nguyên tắc và chế độ làm việc. Dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 có 4 chương, 12 điều. Trong đó quy định rõ chức năng, tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn của thường trực, thành viên, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, các mối quan hệ công tác. Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh được xây dựng bám sát chủ đề đại hội, mục đích, yêu cầu, mục tiêu tổng quát, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược để triển khai thực hiện. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 8 chương trình. Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành 9 đề án và tiếp tục cụ thể hóa thực hiện 6 đề án của nhiệm kỳ 2015-2020. Dự thảo cũng phân công rõ nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện. Đặc biệt, chương trình hành động đã xác định những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, những vấn đề trọng tâm, tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận cơ bản nhất trí với nội dung bố cục dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung nhằm đảm bảo sát với nhiệm vụ, thẩm quyền, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và nêu cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác đã đề ra. Tổng hợp các ý kiến góp ý, điều chỉnh, hoàn thiện và sớm ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: với ý nghĩa và tính chất quan trọng của năm đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, hội nghị tỉnh ủy hôm nay thống nhất và biểu thị quyết tâm cao tập trung lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa tổ chức thực hiện đưa nhanh các chương trình của tỉnh ủy và nghị quyết của đại hội vào cuộc sống. Danh mục các chương trình đề án cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 19 mà tỉnh ủy thống nhất quyết định ban hành để triển khai trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đều là những chương trình đề án hết sức quan trọng, cần thiết và có tính nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Do vậy, tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị được giao chủ trì tham mưu xây dựng chương trình đề án tới đây phải tập trung cao và khẩn trương triển khai thực hiện, trong đó lưu ý đánh giá sát đúng tình hình kết quả hiện nay của tỉnh, dự báo sát thực hơn các khó khăn thách thức, đảm bảo các nguồn lực, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Trung ương,
và các mục tiêu phát triển của tỉnh, tuân thủ những quy định khung về quy hoạch, kế hoạch, xác định các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp có tính đồng bộ cùng với các cơ chế phù hợp để tăng tính khả thi và hiệu quả của chương trình, đề án, nhất là yêu cầu phát triển tích cực toàn diện trong thời gian tới, sớm đưa nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Các đồng chí thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí tỉnh ủy viên phụ trách lĩnh vực địa bàn có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, đôn đốc triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 19 ở từng lĩnh vực địa bàn được giao phụ trách. Tỉnh ủy giao ban thường vụ và thường trực tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc xây dựng các chương trình để báo cáo tỉnh ủy quyết định ban hành. Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành các đề án của ban thường vụ tỉnh ủy tập trung hoàn thành trong tháng 10 năm 2021. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức gặp mặt chia tay các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy khóa 18 không tham gia tái cử do nghỉ hưu theo chế độ. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 5 khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tập trung chủ động thực hiện hiệu quả, hoàn thành nội dung chương trình công tác năm trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Nổi bật là các hoạt động kỷ niệm quan trọng của tỉnh, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, ủng hộ gần 20 tỷ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá gần 30 tỷ đồng, khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ủng hộ quỹ vì người nghèo, chung tay giúp miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, chương trình xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các kết quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm diễn ra nhiều hoạt động quan trọng của Hưng Yên và cả nước. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tích cực đổi mới các hoạt động tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở gắn với hoạt động chung của tỉnh. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đa dạng hóa nội dung hoạt động hội hướng về cơ sở, từ đó thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Hội nghị đã hiệp thương cử thay thế bổ sung 9 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp thương thống nhất cử bà Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024, thay thế bà Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nghỉ hưu theo chế độ. Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ Bộ Công an. Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2020, ngay từ đầu năm, các lực lượng công an Hưng Yên đã có nhiều hoạt động gắn với các biện pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng được 65 mô hình cách làm hiệu quả, duy trì hiệu quả các mô hình tổ tự quản, cụm liên kết an toàn về an ninh trật tự, tuyến đường kiểu mẫu về trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm, tai nạn giao thông giảm. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được nâng cao, hoàn thành việc đưa công an chính quy về xã, bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp và các sự kiện của tỉnh, qua đó thực hiện hiệu quả các mặt công tác, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ và Trung tướng Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, qua đó góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ổn định tình hình, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương, đồng thời nhấn mạnh năm 2021 có rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, cũng là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội các cấp
Vì vậy, lực lượng công an cần quán triệt sâu sắc phương hướng chỉ đạo của các cấp, nêu cao vai trò nòng cốt, tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, không được chủ quan, lơ là, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, không được bỏ lọt, bỏ sót, nhận diện đúng đối tượng, đúng khu vực. Trên cơ sở đó, có phương án đấu tranh hiệu quả, tăng cường sức mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, hạn chế tối đa việc khiếu kiện, đặc biệt là khiếu kiện đông người, vượt cấp, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, triển khai các mặt công tác, trước mắt là bảo vệ Đại hội 13 của Đảng, Tết Nguyên đán và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, Công an tỉnh vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, trong đó Chủ tịch nước tặng hưởng huân chương chiến công hạng nhì cho một cá nhân, hạng ba cho hai cá nhân và nhiều tập thể và các cá nhân được các cấp khen thưởng. Cũng trong sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương về triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 bước sang ngày làm việc thứ hai, với phần tham luận của các bộ trưởng, thành viên chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chưa bao giờ các ý kiến nhất trí đồng thuận cao như tại hội nghị, nhất là về đánh giá kết quả năm 2020 và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới. Theo Thủ tướng, các ý kiến phát biểu đều tâm huyết, trách nhiệm, cho thấy quyết tâm khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết số 01 và 02 để trình Thủ tướng ký ban hành ngay từ ngày đầu năm 2021. Với các kiến nghị, Thủ tướng yêu cầu các tư lệnh ngành không được im lặng với đề nghị của các địa phương. Các bộ ngành địa phương thường xuyên trao đổi xử lý các vấn đề bức xúc trong sản xuất kinh doanh, không văn bản qua giấy tờ lại, mất thời gian, mất cơ hội kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu phong cách làm việc mới để chấn chỉnh nạn quan liêu giấy tờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thời điểm này, các chủ vườn chuối trên địa bàn huyện Khoái Châu đang tích cực chăm sóc để kịp thu hoạch chuối phục vụ Tết. Với tổng diện tích trên 900 ha chuối tiêu hồng và chuối tây tập trung nhiều ở các xã Đại Tập, Tứ Dân, Tân Châu, trong đó có khoảng 300 ha chuối sẽ cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Các hộ trồng chuối tại đây cho biết, việc chăm sóc chuối để bán vào dịp Tết đòi hỏi người trồng kỳ công và tỉ mỉ hơn, phải chằng dây, tránh gãy đổ, bọc ni lông để tránh xương, tránh va đập, vỏ quả không bị chảy xước, tăng cường bón phân tưới nước cho cây. Dự kiến năm nay, các vùng trồng chuối của huyện Quái Châu sẽ cung cấp ra thị trường cho nhiều tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài khoảng 73.000 buồng chuối với giá bán khoảng 150.000 đồng một buồng, đem lại thu nhập cho người dân từ 8 đến 10 triệu đồng một sào. Năm 2020 có thể coi là một năm vất vả của ngành y tế cả nước nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng khi phải thực hiện mục tiêu kép vừa chăm sóc đảm bảo sức khỏe cho người dân như mọi khi, vừa là nòng cốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để khống chế dịch bệnh COVID-19 xâm nhập bùng phát và lây lan trên địa bàn tỉnh, ngành y tế đã chuẩn bị chú đáo về nhân lực, vật tư y tế, bố trí khu cách ly. Nếu đội ngũ cán bộ y tế phường xã là nòng cốt cho công tác giám sát cộng đồng theo phương châm đi đến ngõ, gõ đến nhà, ra đến từng đối tượng, thì các y bác sĩ tuyến trên là chủ lực tại các trung tâm cách ly, theo dõi y tế. Trong đó có nhiều bác sĩ phải tiếp xúc với người bệnh, nguy cơ lây nhiễm cao nhưng vẫn kiên định thực hiện nhiệm vụ. Trước tiên là phải nói là về cái tinh thần trách nhiệm người đã. Bởi vì cán bộ y tế, nhân viên y tế là một trong những cái đội ngũ chính trong cái công tác phòng chống dịch. Đến nay Hưng Yên đã tiếp nhận 13 đợt cách ly đối tượng từ nước ngoài về nước với gần 2.500 lượt người. Trong suốt quá trình phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tiếp nhận xét nghiệm 10.180 mẫu bệnh phẩm, phát hiện 26 mẫu dương tính, cơ bản từ nguồn nhập cảnh. Ổ dịch tại thôn Trí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm được khống chế, không để lây lan trong cộng đồng. Chúng tôi thấy rằng để làm tốt thì chúng ta phải chủ động sớm để phát hiện những cái trường hợp nghi cũng như là các cái chuẩn bị đầy đủ các cái nhân lực cũng như là trang thiết bị phương tiện. Chúng tôi cũng đã mời các giáo sư đầu ngành và các cái chuyên gia về cái xét nghiệm hướng dẫn coi như bắt tay chỉ việc
Thì trong một cái thời gian ngắn thì cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tiếp thu được, chủ động được trong cái công tác coi như là giám sát cũng như là phát hiện những cái ca F0 để chúng ta có cái việc truy vết cũng như là cái việc mà đẩy mạnh cái công tác cách ly giám sát. Song song với chống dịch, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh không ngừng ứng dụng các máy móc thiết bị kỹ thuật chữa bệnh mới, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hiện nay tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đăng ký đấu nối đồng hồ sử dụng nước sạch của các doanh nghiệp cung cấp ngày càng tăng cao. Trước tình trạng nguồn nước sông, ao, hồ, nước ngầm, nước mưa ngày càng bị ô nhiễm như hiện nay, thì mong mỏi được sử dụng nguồn nước sạch đạt chuẩn của người dân trên địa bàn tỉnh càng trở nên cấp thiết. Đây là nguồn nước trước đây người dân thôn Sa Lung, xã Phô Ủng, huyện Ân Thi sử dụng hàng ngày. 100% các hộ sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt. Mặc dù đã được lọc qua nhiều lớp, song chất lượng đều không đảm bảo. Nên khi công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn đưa nước sạch về địa phương, bà con nơi đây đều rất phấn khởi. Được biết ngoài hai thôn La Mát và Phù Ủng, hiện nay tỷ lệ người dân xã Phù Ủng đấu nối đồng hồ sử dụng nước sạch của công ty đạt trên 80%. Trước kia là tôi dùng nước giếng khoan nhưng mà nó rửa mặt, mũi, cái thứ giặt quần áo nó vàng, nó tanh lắm. Nhưng bây giờ có nguồn nước sạch như thế này thì tôi rất phấn khởi, mà tôi thích lắm. Gia đình ông Phạm Trọng Hồng là một trong những hộ tại xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch. Sau hơn 2 năm sử dụng, gia đình ông Hồng rất hài lòng về nguồn nước công ty cung cấp. Nước sạch Ngọc Tuấn này chúng tôi dùng hơn 2 năm rồi, nhưng mà tôi thấy là rất là an toàn và hợp vệ sinh đối với người tiêu dùng chúng tôi. Nước lọc giếng khoan thì dù sao nó vẫn có cái chất sắt, nó vẫn có mùi tanh. Thế nhưng cái nước này là ngon, không có mùi. Để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng nước của người dân thì chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công. Sau khi thi công xong phải xúc xả toàn bộ lại đường ống bằng nước sạch rồi sau đó mới cấp nước lại cho bà con. Hiện tại thì chúng tôi đang cung cấp được trên 13.000 hộ gia đình sử dụng nước và dự kiến hết năm nay thì sẽ đạt tới gần 14.000. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn lấy nguồn nước từ sông Hồng, áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại và tự động hóa đồng bộ. Trong quá trình hoạt động, chất lượng nước đầu vào và đầu ra luôn được giám sát nghiêm ngặt. Có bất cứ chỉ số nào chưa đạt theo mức cho phép, hệ thống tự động dừng lại để công nhân vận hành kiểm tra xử lý. Do vậy, chất lượng nước luôn bảo đảm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống. Nước sạch đã làm thay đổi cuộc sống của người dân nông thôn, góp phần giảm thiểu tỷ lệ người dân bị mắc các bệnh liên quan đến sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh. Sáng 29 tháng 12, tức ngày 16 tháng 11 âm lịch, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến, Ban tổ chức lễ hội Đền Mây, tổ chức lễ hội truyền thống năm 2020. Đền Mây là một trong 16 di tích được xếp hạng cụm di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Đền nằm bên sông Hồng, là nơi thờ tướng quân Phạm Bạch Hổ, thời 12 sứ quân, một vị tướng giúp Đinh Bộ Lĩnh lập nên nhiều chiến công, nên được truy phong khai thiên hộ quốc thượng đẳng tối linh. Đền Mây hiện còn bảo lưu được nhiều cổ vật, được xây dựng từ thời nhà Đinh đến thời Tiền Lê. Đền hình chữ tam, cung trong thờ tướng quân Phạm Bạch Hổ, cung giữa thờ bốn vị tướng của tướng quân, cung ngoài là gian đẻ mái. Hiện nay đền Mây còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật như đại tự, kiệu bát cống, châm thư và 18 đạo sắc phong qua các triều đại phong kiến. Đây là những di sản văn hóa vô giá, rất cần được gìn giữ, bảo vệ và khai thác phát huy giá trị. Cục Quản lý Thị trường tỉnh vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Đức Quyền, thường trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái trên 20 triệu đồng với 4 hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, lưu trữ khí hóa lỏng không đúng quy định. Cụ thể, 4 hành vi vi phạm gồm không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định, tồn chai LPG tại kho chứa không đảm bảo an toàn về kho chứa theo quy định, mua bán vận chuyển lưu trữ chai LPG khi không phải là cơ sở kinh doanh LPG theo quy định, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, ông Quyền phải chịu hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm là 766 kg LPG và buộc trả lại 179 vỏ bình ga mang nhãn hiệu Hồng Hà cho chủ sở hữu. Trước đó, ngày 3 tháng 12, lực lượng quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng khám và phát hiện trong kho hàng của ông Vũ Đức Quyền
thuê của công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí ô tô Đức Hòa ở xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm có chứa 119 chai LPG mang nhãn hiệu Petro Hồng Hà. Một bồn chứa LPG có chứa 550kg LPG cùng một số dụng cụ dùng để san chiết ga. Tại thời điểm kiểm tra, ông Quyền không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.